Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 49. Tầm quan trọng của rời mộ phần quyết. Thái độ của lão Lưu rất cứng rắn, nhưng tôn trưởng lão cũng không tức giận. Ông ta chuyển ánh mắt sang người của tôi và nói: "Cậu bạn nhỏ này, tên cậu là gì vậy?" Đối phương là trưởng lão. Dù tôi không muốn đáp lại, thì giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, khách sáo nói: "Cháu họ Trần, tên là Trần An." "Trần An?" Hai mắt tôn trưởng lão tỏa sáng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, ông ta hớn hở nói: "Trùng hợp quá, đại trưởng lão của môn phái rời mộ chúng ta cũng họ Trần. Hai người là họ hàng với nhau à?" Vẻ mặt lão Lưu không thay đổi, nhưng tôi nhìn thấy bàn tay ông ấy để dưới bàn hơi run lên. Tôi cũng biết lời nói của mình khiến tôn trưởng lão chú ý, nhưng biết làm thế nào được. Tôi cũng không thể báo ra tên giả. Cho dù hôm nay có thể qua mắt được tôn trưởng lão, vậy ngày mai thì sao? Một khi tôi tới môn phái rời mộ làm thủ tục nhập môn, tôi vẫn phải thành thật khai báo tên của mình thôi. Huống chi khi ở trên xe, lão Lưu đã nói với tôi rằng đệ tử được thu nhận vào môn phái rời mộ nhất định phải có gia đình trong sạch. Cũng có nghĩa là tổ tiên của bạn đã từng làm nghề gì, tên gọi là gì, đều phải điền hết vào trong hồ sơ đăng ký. "Cậu bạn nhỏ quê ở đâu vậy?" Tôn trưởng lão lại hỏi. Tôi biết lão hồ ly này muốn làm gì, ông ta chỉ muốn xác định xem tôi và ông nội có quan hệ gì không, rồi dùng cái này để xác định quyển rời mộ phần quyết đang ở đâu. "Nó là người Giang Hải." Lần này không cần tôi nói, lão Lưu đã trả lời giúp tôi. Mặt ông không cảm xúc, nhìn qua tôn trưởng lão. "Lão Tôn, tôi biết trong bụng của ông đang tính toán cái gì. Tôi không ngại nói thật cho ông biết, Trần An đúng là cháu trai của sư phụ tôi. Nhưng sư phụ tôi đã chết. Trần An cũng là vì tôi muốn báo đáp ơn nghĩa của sư phụ mà tìm tới thôi. Còn về phần cái rời mộ phần quyết mà ông vẫn luôn một lòng thương nhớ kia, tôi có thể nói thẳng cho ông biết, nó không có ở chỗ Trần An đâu. Lúc sư phụ tôi chết, người trong nhà ông ấy không biết kia là quyển rời mộ phần quyết nên đã đốt đi cùng đám di vật rồi." "Đốt rồi?" Tôn trưởng lão bỗng nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt ông ta nặng nề u ám. "Ông cho rằng ông nói hai ba câu là có thể lừa được tôi à? Quyển rời mộ phần quyết quan trọng như thế, chẳng lẽ Trần Sơn Hà lại không căn dặn con cháu cẩn thận giữ gìn?" "Có tin hay không thì tùy ông. Mà cho dù không bị đốt thì nó cũng không tới lượt lão Tôn ông truy vấn." Lão Lưu cười khẩy. Tôn trưởng lão mỉm cười một cách giận dữ và nói: "Lưu Chính Trung, chắc ông đã quên, rời mộ phần quyết là quyển sách được truyền lại cho các đời môn chủ. Trần Sơn Hà chỉ là đại trưởng lão chứ không phải môn chủ. Ông ta có tư cách gì mang quyển rời mộ phần quyết đi? Theo quy định, ông ta bắt buộc phải nộp nó lên cho môn phái." Lão Lưu bật lại luôn: "Tôn Trường Thanh, chắc ông cũng đã quên, quyển rời mộ phần quyết này là do chính môn chủ truyền lại cho sư phụ tôi. Cho dù là theo quy định của môn phái, vậy thì ông cũng nên đi tìm môn chủ mà nói tới chuyện quy củ, hỏi ông ấy xem tại vì sao lại đưa quyển rời mộ phần quyết cho sư phụ tôi." "Ông..." Tôn trưởng lão tức đến mức râu cũng dựng cả lên. Ông ta liên tục bới móc. "Ông thôi cái kiểu dùng môn chủ ra dọa tôi đi. Năm đó, môn chủ dự định bồi dưỡng đại trưởng lão làm môn chủ đời tiếp theo, cho nên mới đưa cho ông ta quyển rời mộ phần quyết. Nhưng đại trưởng lão thì sao? Ông ta lại rời khỏi môn phái rời mộ. Nếu nói về tình về lý, thì có phải ông ta nên trả lại quyển sách đó cho môn phái không?" "Đúng là nên trả lại. Nhưng mà vừa rồi tôi đã nói rồi đấy. Tôi không có được quyển sách đó. Nó đã bị người nhà họ Trần coi là di vật mà đốt đi rồi. Nếu ông vẫn còn nhớ thương thì không ngại đi tìm sư phụ tôi mà nói chuyện.
hỏi thử xem ông ấy để quyển rời mộ phần quyết ở đâu. Lão Lưu luôn tỏ thái độ không liên quan đến mình. Ông đang rủa tôi chết đấy à? Sắc mặt tôn trưởng lão tái mét. Ông suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ bảo cho ông biết làm cách nào đi tìm quyển rời mộ phần quyết thôi. Lão Lưu bình tĩnh trả lời. Lúc này tôi thật sự có chút bội phục lão Lưu. Mặc kệ đối phương có tức giận hay hùng hổ đến cỡ nào, thì ông ấy cũng giống như đánh thái cực vậy. Luôn miệng nói, tôi không biết, tôi không có. Đột nhiên đẩy đối phương xa đến 2-3 dặm, căn bản không có biện pháp nào. Được lắm, Lưu Chính Trung. Ngày mai tôi sẽ báo cáo chuyện này lên nhóm trưởng lão, để 7 vị trưởng lão chúng ta cùng biểu quyết, để xem quyển rời mộ phần quyết này rốt cuộc ở đâu nhé. Tôn trưởng lão vứt lại một câu rồi thở phì phò, vung tay bỏ đi. Ngay cả cái ấm trà tự sa trên bàn cũng quên không cầm theo. Tôn trưởng lão vừa đi, những đệ tử của ông ta đâu còn tiếp tục ngồi đấy được nữa. Từng người chuồn đi còn nhanh hơn thỏ. Đợi đến khi tất cả đều rời đi rồi, gương mặt bình tĩnh của lão Lưu mới hiện lên một chút ưu sầu. Ông ấy nhìn tôi và nói, thời gian bình an sắp hết rồi. Trần An, sau này cậu phải cẩn thận nhiều hơn. Trong cái môn phái rời mộ này, chẳng có kẻ nào là đèn đã cạn dầu cả. Lão Lưu, bọn họ đều là vì rời mộ phần quyết sao? Nếu không thì cứ đưa cho bọn họ đi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ. Lão Lưu lại trừng mắt với tôi, giọng nghiêm túc. Quyển sách đó là do môn chủ cho ông nội cậu. Ông nội cậu để lại cho cậu. Cậu cho rằng nó là rau xanh bán đầy đường à? Tôi nói cho cậu biết, rời mộ phần quyết là một trong 3 bảo vật quan trọng của môn phái rời mộ. Nó được môn chủ đời thứ nhất của môn phái tự mình viết ra. Môn chủ đời thứ nhất của môn phái rời mộ là ai, cậu có biết không? Là Lưu Phương Niên. Nghe nói, ngài ấy là con cháu của Lưu Bá Ôn. Cậu đã từng đi học. Đừng nói với tôi là ngay cả Lưu Bá Ôn là ai mà cậu cũng không biết nhé. Đừng nói mỗi một thành viên trong môn phái rời mộ đều muốn có được rời mộ phần quyết. Dù là ở bên ngoài thì giá trị của nó cũng không thể đo lường được. Có thể nói, hiện giờ những người đã từng đọc rời mộ phần quyết vẫn còn sống chỉ có 3 người. Một là cậu, một là môn chủ đương nhiệm của môn phái rời mộ đang bế quan không ra ngoài, cũng chính là sư phụ của ông nội cậu. Còn người cuối cùng là tông chủ Dược Vương Tông. Tôi nghe mà thấy khó hiểu. Rời mộ phần quyết không phải là bảo vật của môn phái rời mộ sao? Vậy tại sao ngay cả tông chủ Dược Vương Tông cũng được nhìn qua rồi? Lão Lưu thở hắt ra một hơi, ông ấy kể. Năm đó, ông nội cậu bị tà thuật sĩ hạ cổ trùng suýt nữa đã chết. Môn chủ đến Dược Vương Tông để cầu họ giúp đỡ. Lúc ấy, Dược Vương Tông đưa ra 3 điều kiện mới đồng ý cứu ông nội cậu. Điều kiện thứ nhất chính là muốn đọc qua quyển rời mộ phần quyết của môn phái chúng ta. Nghe lão Lưu nói vậy, tôi lập tức nhớ ra đêm hôm trước khi ông nội tôi chết, hình như đã nói với tôi về chuyện này. Nhưng ông cũng không biết lúc ấy Dược Vương Tông đã đưa ra điều kiện gì. Chỉ nói là môn chủ thỏa mãn 2 điều kiện trước, còn điều kiện thứ 3 Dược Vương Tông tạm thời chưa nghĩ ra, nên ông không đề cập đến nó. Bây giờ nghe lão Lưu giải thích, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra. Rời mộ phần quyết là bảo vật. Thế mà môn chủ vì cứu ông nội của tôi, sẵn sàng đồng ý đem nó cho người ngoài đọc. Loại tình cảm thầy trò này đã hoàn toàn hơn hẳn tình cha con rồi. Thế cho nên cậu phải biết, rời mộ phần quyết quý báu đến mức nào. Cậu cho rằng Tôn Trường Thanh làm vậy là vì suy nghĩ cho môn phái rời mộ. Lão Lưu tỏ vẻ khinh thường, giễu cợt. Kỹ năng của 7 vị trưởng lão chúng tôi là do môn chủ dạy trong thời gian 2 năm. Có thể học được nhiều hay ít đều là bản lĩnh của mỗi người. Nói khó nghe một chút, thì giữa chúng tôi là 8 lạng nửa cân, không ai phục ai. Vốn chúng tôi cũng không có gì tranh chấp. Tất cả mọi người cùng là trưởng lão, về thân phận địa vị, thậm chí là các đãi ngộ đều giống nhau.
có trách thì trách môn chủ tuổi tác đã cao, đã có ý định thoái vị nhường chức từ lâu, chỉ ngặt nỗi không tìm thấy ứng cử viên phù hợp nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ Tôn Trường Thanh có được rời mộ phần quyết mà 6 người còn lại chúng tôi không được học, như vậy thì về tay nghề lão ta đã hơn đứt chúng tôi rồi. Vả lại, rời mộ phần quyết tượng trưng cho vị trí môn chủ. Tôn Trường Thanh lão chỉ cần lôi rời mộ phần quyết ra, rồi vung tay lên một cái, đám thủ hạ đệ tử từ trên xuống dưới của môn phái rời mộ, có ai không cho rằng lão ta là môn chủ đời tiếp theo được chỉ định đâu? Nghe lão Lưu nói xong mà trong lòng tôi hơi rục rịch, tôi nói với giọng hưng phấn. Vậy bác có muốn xem qua không? Bác học xong thứ mà bọn họ không học được là có thể chèn ép 6 người bọn họ rồi. Đến lúc đó chưa biết chừng vị trí môn chủ lại là của bác đấy. Dù sao quyển rời mộ phần quyết cũng ở chỗ cháu, có nhiều người nhìn cũng không ít đi miếng thịt nào. Chương 50. Tám điều đại kỵ. Lão Lưu nghe đề nghị của tôi xong, ánh mắt trở nên phức tạp. Ông ấy dở khóc, dở cười, nói: người khác cầm quyển rời mộ phần quyết đều coi là báu vật, đến chỗ cậu thì hay rồi, cứ y như rác rưởi, sợ không ai thèm ấy. Nói xong, lão Lưu lại xua tay từ chối. Từ trước đến nay, chỉ có các đời môn chủ mới có thể xem rời mộ phần quyết. Tôi là trưởng lão nên không có tư cách đó. Đương nhiên, quyển rời mộ phần quyết hiện giờ là do ông nội cậu để lại cho cậu. Có phạm phải quy định của môn phái hay không, tôi cũng không rõ. Trong lòng tôi biết lão Lưu đang cố ý thiên vị tôi, sao tôi lại không nhận ân tình này chứ? Vừa đúng lúc Bạch Trạch quay lại, thấy trong phòng vắng tanh vắng ngắt, thì lập tức giơ ngón cái lên với lão Lưu, nói vẫn là sư phụ lợi hại. Với loại người da mặt còn dày hơn tường thành như Tôn trưởng lão, đồ đệ còn sợ ông ta không chịu đi đây này. Tôi hỏi Bạch Trạch sẽ không thật sự đi gọi củ cải hấp với canh cải trắng nấu suông đấy chứ? Bạch Trạch cười phá lên, nói: sao có thể chứ? Nói thế nào thì cũng là tiệc để mời sư thúc nhỏ, thịt cá phải đề huề chứ. Đồ ăn được bê lên, tôi cùng Bạch Trạch ăn như hổ đói. Lão Lưu ăn khá ít, cuối cùng ông ấy uống chén trà coi như đã no. Cơm nước xong xuôi, Bạch Trạch lái xe đưa tôi về nhà của lão Lưu. Một tòa biệt thự tư nhân. Dù nhiều năm rồi lão Lưu không trở về, nhưng bên trong biệt thự này vẫn được người làm quét dọn hàng ngày để chờ đợi. Đây chính là biểu hiện cho thân phận trưởng lão của môn phái rời mộ. Lão Lưu vuốt khuôn mặt mệt mỏi, vừa cười vừa bảo: mấy đứa tự chọn phòng đi, tôi lớn tuổi rồi, phải đi nghỉ ngơi đây. Tôi chọn đại một căn phòng. Bạch Trạch ở ngay bên cạnh phòng tôi. Tắm rửa xong cùng Bạch Trạch nói chuyện mấy câu, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Nằm trên giường, tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của bác gái cả, bác gái ba và cô út. Còn có tin nhắn của chị họ cả và chị họ út gửi tới ân cần hỏi thăm tôi. Họ hỏi tôi đã báo danh xong chưa, có tìm được lớp học của mình không, đã quen thuộc với chỗ ở mới chưa. Tin nhắn gần nhất là do cố U Hoàng gửi tới, bên trong chỉ có một chữ: nhớ. Tôi không xác định được có phải là cố U Hoàng gửi sai ký tự không, bèn cố ý trêu ghẹo cô ấy mà nhắn lại: nhớ, nhớ tôi à. Gửi xong tin nhắn, nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã 10:20 rồi. Nghĩ giờ này chắc bác gái ba còn chưa ngủ, tôi gọi điện thoại lại cho bác. Quả nhiên điện thoại kết nối xong, việc thứ nhất bác gái ba hỏi tôi chính là chuyện báo danh. Tôi bảo tất cả đều thuận lợi, đã chuẩn bị xong hết rồi, bác gái ba cứ yên tâm. Sau đó lại hàn huyên một lúc, bác gái ba nhắc nhở tôi thời gian không còn sớm nữa nên đi ngủ thôi. Bác còn dặn tôi phải học cho thật giỏi, thiếu cái gì cứ nói với bác sẽ lái xe mang tới cho tôi.
Cúp điện thoại xong, tôi thở phào một hơi. Tôi cảm động, đồng thời cũng thấy áy náy. Đúng vậy, tôi không muốn nói dối, nhưng làm thế nào tôi có thể giải thích tình huống hiện tại bây giờ? Tôi không gọi điện cho cô út và bác gái cả, vì bọn họ đều có thói quen ngủ sớm. Giờ này mà gọi tới sẽ chỉ quấy rầy bọn họ thôi. Nhưng khi nhìn số điện thoại của cô út, tôi lại nghĩ tới bà nội và mẹ tôi. Không biết hai người ấy hiện giờ sống có ổn không? Tôi quyết định buổi sáng ngày mai sẽ gọi điện hỏi thăm họ, đồng thời cũng báo tin bình an cho bà nội luôn, tránh cho bà phải lo lắng. Ngồi xe cả một ngày, tôi thật sự buồn ngủ không chịu nổi nữa. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện sáng mai phải đến môn phái rời mộ, mà tôi lại chẳng biết một chút kiến thức nào về rời mộ cả. Trước đó, lão Lưu cũng đã bảo tôi về phải nghiên cứu một chút rời mộ phần quyết, đỡ đến lúc đó lại làm mất mặt ông nội tôi. Tôi cố nén buồn ngủ đi ra bên ngoài pha một cốc trà đặc, vừa uống vừa mở quyển rời mộ phần quyết. Tờ thứ nhất viết 8 điều đại kỵ trong rời mộ phần. Thứ nhất, kỵ trời mưa dầm tuyết rơi. Thứ hai, kỵ thân thể không khỏe mạnh. Thứ ba, kỵ tiền mua mạng không đủ. Thứ tư, kỵ xem người mà không xem mặt. Thứ năm, kỵ mộ mới chưa được 3 năm. Thứ sáu, kỵ sát cục quá hung hiểm. Thứ bảy, kỵ quên lấp mộ cũ. Thứ tám, kỵ mộ phần vô chủ không được rời. Tôi nhìn kỹ một lượt 8 điều đại kỵ này. Tuy ông tôi không dạy tôi kỹ năng rời mộ phần, nhưng ông vẫn đem những điều kiêng kỵ này kể cho tôi nghe như kể chuyện. Điều kiêng kỵ thứ nhất, kỵ thầy rời mộ giúp người ta rời mộ phần trong lúc trời mưa dầm hoặc có tuyết rơi. Loại thời tiết này không có ánh nắng mặt trời nên âm khí khá nồng, lại thêm phần mộ vốn thuần âm, âm càng thêm âm sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thầy rời mộ. Nhỏ thì bệnh nặng, lớn thì mất mạng. Điều thứ hai, kỵ thân thể không được khỏe mạnh. Là một thầy rời mộ, anh phải luôn đảm bảo cơ thể của mình được khỏe mạnh, hoàn chỉnh. Nếu như anh đang bị ốm nặng hoặc bị khuyết tật, chưa nói tới chuyện có thể giúp người ta rời mộ hay không, chỉ riêng hình tượng bên ngoài cũng đã để người khác cảm thấy nghi ngờ rồi. Điều thứ ba, kỵ tiền mua mạng không đủ. Tiền mua mạng cũng chính là phí rời mộ, bình thường sẽ do hai bên thỏa thuận giá cả. Sau khi thầy rời mộ lập hợp đồng rồi, hai bên đồng ý ký tên mỗi người cầm một bản. Cái hợp đồng này chính thức có hiệu lực. Nếu ký hợp đồng với người lạ thì phải trả hết phí ngay tại chỗ. Nếu ký với người quen tin tưởng lẫn nhau, có thể giao trước một nửa tiền đặt cọc. Còn lại, đợi đến lúc kết thúc mỹ mãn công việc rời mộ xong sẽ đưa nốt. Đương nhiên, sau khi đã hợp đồng thì tuyệt đối không được phép mặc cả lại nữa. Bởi vì phí rời mộ là tiền mua mạng của thầy rời mộ. Cho dù mặc cả nhiều hay ít, đều tượng trưng cho việc thầy rời mộ không đủ tiền mua cái mạng của mình. Ngụ ý không tốt. Có thể nói, nếu gặp phải khách hàng ký xong hợp đồng lại mặc cả giá, thì thầy rời mộ đều sẽ từ chối cuộc làm ăn này, dù đối phương có trả thêm nhiều tiền nữa cũng không được. Điều kiêng kỵ thứ tư, kỵ việc xem người mà không xem mặt. Xem người ở đây là quan sát hộ khách hàng yêu cầu rời mộ phần. Không xem mặt là ý nói, thầy rời mộ không thể chỉ nhìn đến số tiền đối phương cho nhiều hay ít, mà đã đồng ý rời mộ cho người ta. Thay vào đó, phải bắt đầu từ mặt ngoài, từ từ quan sát, hỏi thăm cẩn thận. Tuyệt đối không được để bị đối phương dắt mũi, đi nhận những yêu cầu vi phạm vào nguyên tắc. Điều thứ năm, kỵ mộ mới chưa được 3 năm. Điều này rất dễ hiểu. Những ngôi mộ bình thường mới chôn cất chưa đến 3 năm tuyệt đối không thể bốc. Một là bởi vì oán khí của người chết chưa hoàn toàn tiêu tan. Nếu cứ cố đào lên thì sẽ gây tổn thương cho cả chủ nhà lẫn thầy rời mộ. Thứ hai, có những thi thể không hỏa táng mà đem chôn cất. Trước 3 năm, thi thể vẫn chưa hoàn toàn trở thành xương trắng. Nếu bốc lên, thậm chí vẫn còn cả máu thịt, quá đáng sợ. Thứ sáu, kỵ sát cục quá hung hiểm.
Từ xưa đến nay, mọi người vẫn thường hay để ý đến phong thủy và số mệnh. Không chỉ người sống để ý đến điều này, mà có ít người vì muốn con cháu đời sau được thịnh vượng lên như diều gặp gió, cũng sẽ tìm cho tổ tiên một vùng đất có phong thủy tốt. Những vùng đất quý này theo thời gian bị thay đổi hoặc bị người ta phá hư, mà cũng có thể là một số nguyên nhân do tự nhiên mà có khả năng thay đổi đất quý sang đất dữ. Thầy rời mộ trước khi rời mộ phần cho người ta, nhất định phải nhìn cho kỹ bố cục phong thủy ở phần mộ, có phải thuộc về sát cục hay không, và có thể phá giải nó được không. Nếu như không phá giải được, thì không thể rời mộ, để tránh liên lụy tới chính mình. Điều kiêng kỵ thứ 7, kỵ quên lấp lại mộ cũ. Tức là sau khi rời mộ phần cho khách hàng xong, thì nhất định phải xử lý và lấp lại chỗ mộ cũ. Không thể để nguyên hố như vậy được, tránh tình trạng thành trọng tang. Trọng tang có nghĩa là một người chết hai lần. Cái này rất bất lợi cho con cháu sau này. Điều kiêng kỵ thứ 8, kỵ không rời mộ phần cho những ngôi mộ vô chủ. Cái này rất dễ hiểu. Khách hàng nào không thể chứng minh mối quan hệ cụ thể của mình với ngôi mộ, thì thầy rời mộ tuyệt đối không thể làm. Sau khi ghi nhớ đầy đủ 8 điều đại kỵ của việc rời mộ vào trong đầu, tôi tiếp tục lật sang trang thứ 2. Trang thứ 2 này bắt đầu giảng giải cụ thể việc rời mộ như thế nào. Từ bước đầu tiên tính giờ động thổ, đến làm sao đào mộ lên, giải thích cặn kẽ từng bước một. Phía dưới còn có ghi chú của ông tôi để lại, và ông đã giúp tôi khoanh tròn một số nơi cần đặc biệt chú ý. Thậm chí tôi còn nhìn thấy, cùng một ngôi mộ nhưng có thể có mấy bước khác nhau để rời mộ. Cái này phải căn cứ vào tình huống mà tùy thời ứng biến. Theo cách này thì ngay cả khi tôi chưa từng đi rời mộ bao giờ, việc đọc và hiểu vẫn thuận tiện hơn rất nhiều. Chẳng trách Tôn Trường Thanh lại muốn có bạn rời mộ phần quyết này như vậy. Tôi thầm nghĩ, có nó trong tay, anh có thể ở mọi lúc mọi nơi kiểm tra xem mình làm sai chỗ nào, lần sau nên làm ra sao, hoặc gặp chỗ nào khó khăn thì giống như mang theo một người sư phụ ở bên cạnh vậy. Tôi càng xem càng chìm đắm vào bên trong thế giới rời mộ phần. Chương 51. Phỏng vấn vào môn phái rời mộ. Tôi xem một lèo đến tận 3-4 giờ sáng. Lúc Bạch Trạch tỉnh dậy đi tiểu đêm mới bắt tôi đi ngủ. Nghĩ đến chuyện buổi sáng còn phải đến trụ sở môn phái rời mộ, tôi đành bắt mình cất sách đi. Sáng sớm hôm sau, tôi bị Bạch Trạch đánh thức. Anh ta nói lát nữa chúng tôi phải đi cùng Lão Lưu, bảo tôi mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lên xe Bạch Trạch rồi, tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Giống như vài ngày trước mỗi lần thi cuối kỳ, cả người trở nên lo lắng. Lão Lưu thấy vẻ mặt tôi không yên, bèn trấn an. Có phải núi đao biển lửa đâu, sợ cái gì, mà không phải còn có tôi ở bên cạnh giúp cậu đây à? Lời nói của Lão Lưu giúp tôi đỡ căng thẳng hơn một chút. Lại nghĩ mình dù gì cũng là học sinh giỏi quanh năm, luôn đứng thứ nhất ở trường. Có nhiều bài học, bài thi như vậy mà tôi còn chẳng ngán. Chỉ là môn phái rời mộ thôi mà, tôi sợ hãi như thế làm cái gì? Khoảng một tiếng sau, xe của Bạch Trạch ngừng lại. Lão Lưu nói chúng tôi đã đến trụ sở của môn phái rời mộ. Tôi hít sâu vào một hơi, đi theo Lão Lưu xuống xe. Trong nháy mắt, khi vừa ngẩng đầu lên, tôi vô cùng kinh ngạc, trợn tròn cả mắt. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng loại ngành nghề đặc thù như môn phái rời mộ này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không thì cũng phải cực kỳ khiêm tốn. Tôi thậm chí còn không chỉ một lần tưởng tượng rằng trụ sở của môn phái rời mộ hẳn là được đặt ở một vùng ngoại ô không có người ở, hoặc là ở trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng cái trụ sở của môn phái rời mộ trước mắt tôi đây là cái gì thế này? Một tòa nhà cao tầng. Ở cửa ra vào có bảo vệ, thậm chí còn có cả nữ nhân viên mặc đồng phục phục vụ các khách hàng đến trụ sở.
Có phải cậu có cảm giác mình đến nhầm chỗ rồi phải không? Bạch Trạch sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Tôi ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu. Thế này thực sự khác xa so với những gì tôi tưởng tượng về môn phái rời mộ. Lão Lưu tức giận nói, tôi đã nói là chúng ta rất biết theo kịp thời đại mà, cậu còn cho rằng vẫn đang ở thời cổ sao? Nói xong, lão Lưu dẫn tôi đi vào trong, vừa đi ông ấy vừa giải thích. Tầng thứ nhất là sảnh lớn dùng để đón tiếp, phụ trách tiếp đãi những khách hàng cần rời mộ đến đăng ký, hoặc là một số nhân viên công ty có giao dịch kinh doanh khác với môn phái. Những nhân viên tiếp đón này không phải là đệ tử thực sự của môn phái rời mộ, có thể xem như nhân viên làm việc bên ngoài. Tầng thứ hai đến tầng thứ năm là văn phòng quản lý cấp trung. Mỗi quản lý cấp trung phụ trách một nhóm đệ tử bình thường. Công việc hàng ngày của họ là xử lý xem các đệ tử của môn phái đi làm nhiệm vụ có hoàn thành mỹ mãn không, hay họ có gặp phải vấn đề khó giải quyết nào không. Tầng 6 là nhà ăn, tầng 7 là phòng tập thể thao, tầng 8 là trung tâm spa, tầng 9 thuộc về văn phòng cao cấp, cũng chính là chỗ làm việc của 7 đại trưởng lão chúng tôi. Tầng 10 là phòng họp. Lão Lưu đưa tôi vào thang máy, Bạch Trạch nhanh tay ấn tầng 2. Lão Lưu tiếp tục giới thiệu. Trên tầng 10 còn 11 tầng nữa, ngoài tầng trên cùng là văn phòng của môn chủ. 10 tầng còn lại đều dùng để chứa đựng sách và tư liệu của môn phái rời mộ trong nhiều năm qua. Đương nhiên, những tài liệu này đều có liên quan tới môn phái, ví dụ như lý lịch, cuộc sống của mỗi một người đệ tử, hay tất cả những nhiệm vụ mà bao nhiêu năm qua môn phái rời mộ đã tiếp nhận đều được gìn giữ rất tốt. Đến tầng 2, một cánh cửa kính khổng lồ chặn trước thang máy, cách lối ra 10 mét. Ở bên trái và bên phải của cửa là 4 nhân viên bảo vệ. Bên trong cửa kính còn có 3 nhân viên lễ tân đang làm việc bình thường. Bạch Trạch giơ lệnh bài của đệ tử môn phái rời mộ ra, bảo vệ lịch sự cho chúng tôi đi vào. Lão Lưu đi đến quầy lễ tân nói vài câu, rồi cầm về một tờ đơn để cho tôi điền vào. Tôi nhìn xuống, nội dung cần điền vào tờ đơn chính là thông tin cá nhân. Cái này chỉ là mẫu đăng ký cơ bản thôi, tiện thể cho đám người làm công tác thu nhận đệ tử biết sơ qua thông tin cá nhân của cậu. Đợi lát nữa tờ đăng ký này sẽ được đưa tới chỗ bộ phận nhân sự. Cậu còn phải tự mình vào đó phỏng vấn nữa, Bạch Trạch giải thích. Tôi gật đầu, nhanh chóng điền xong tờ đăng ký. Bạch Trạch đưa lại cho quầy lễ tân và bảo tôi chờ một chút. Hiện tại bên nhân sự đang phỏng vấn đệ tử mới. Khoảng nửa tiếng sau, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, được nhân viên phụ trách dẫn ra ngoài. Hai mắt Bạch Trạch tỏa sáng, anh ta nói. Hơ, cũng nhiều năm rồi tôi không thấy con gái tới phỏng vấn làm đệ tử môn phái rời mộ đấy. Còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ. Tôi cũng thấy kinh ngạc. Cái nghề rời mộ này vừa mệt lại vừa kỳ lạ. Đến đàn ông còn chưa chắc đã chống đỡ được. Phụ nữ thì càng khỏi phải nói. Tôi đã từng nghe ông tôi nói, phụ nữ đi rời mộ nguy hiểm hơn nhiều so với đàn ông. Đàn ông thuần dương, dương khí khá nặng, ít nhất còn có thể áp chế được một chút âm khí mà họ tiếp xúc. Nhưng phụ nữ vốn thuần âm, âm càng thêm âm là nguy hiểm nhất. Mọi thứ đều có mặt lợi và hại của nó. Phụ nữ đi rời mộ nguy hiểm hơn so với đàn ông. Nhưng đồng thời, phụ nữ lại rất tinh tế, có rất nhiều chuyện xử lý còn tốt hơn so với đàn ông. Tiểu Bạch, sợ là anh đã quên Hồ trưởng lão rồi hả? Lão Lưu thản nhiên nói. Vừa nghe đến ba chữ Hồ trưởng lão là Bạch Trạch rụt cổ lại ngay. Anh ta sợ hãi, bảo. Bà già kia là một ngoại lệ. Thấy mặt tôi lộ vẻ tò mò. Bạch Trạch cúi người nói thầm bên tai tôi. Hồ trưởng lão, tên gọi là Hồ Ngọc Liên, là một người đàn bà điên, chẳng bao giờ có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với mộ phần, nhất là những cái mộ cổ quái kỳ lạ, là hai mắt bà ta lại tỏa sáng như nhìn thấy đàn ông vậy. Cậu có biết bình thường bà ta thích làm gì nhất không? Làm cái gì?
Tôi hỏi lại theo phản xạ. Bạch Trạch thì thầm. Ngủ. Mà ngủ ở trong mộ ấy. Bà ta nói làm như thế mới khiến bà ta càng thêm dung hợp với phần mộ. Tay nghề rời mộ cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Ôi! Tôi không nhịn được mà văng tục. Trước đó thấy Lão Lưu nằm ngủ trong quan tài, tôi đã thấy khá lạ rồi. Đây còn là ngủ luôn trong mộ người chết. Cái này đúng là không thể nào chấp nhận được. Thế cho nên cậu tuyệt đối đừng bao giờ dây vào cái bà điên đó. Bạch Trạch chật chật mấy cái và nhớ lại. Mấy năm trước, dưới tay bà ta có một quản lý cấp trung không nghe lời, dẫn đến việc trong lúc đệ tử rời mộ phần, đã xảy ra vấn đề lớn. Cậu có biết bà điên kia làm gì không? Ép vị quản lý cấp trung kia nằm ngủ luôn trong mộ, còn phải ôm bộ xương nữa cơ. Bạch Trạch thở dài thườn thượt. Đáng thương cho vị quản lý cấp trung kia, sau một đêm bị dọa, sợ quá, thành thần kinh luôn. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lão Lưu gọi. Tôi đi theo Lão Lưu, rẽ trái, rẽ phải, rẽ đến mức đầu óc hoa hết cả lên mới đến được văn phòng của bộ phận nhân sự. Lão Lưu nói nhỏ với tôi. Bọn tôi không tham gia được vào vòng phỏng vấn này. Cậu chỉ cần trả lời dựa theo tình hình thực tế là được rồi. Tôi gật đầu và đẩy cửa vào. Có bốn người đàn ông trung niên đang ngồi trong văn phòng. Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng. Trong số đó, một người đàn ông có nốt ruồi trên mũi nói: "Mời ngồi." Tôi ổn định lại trái tim đang đập nhanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bốn vị quản lý nhân sự. Trần An, 16 tuổi, người của thôn Lão Loan ở Giang Hải. Người đàn ông đầu trọc ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, từ tốn đọc bản thông báo lý lịch do Lễ Tân đưa tới. À, người giới thiệu là Lưu trưởng lão. Người đàn ông đầu trọc kinh ngạc. Ngay sau đó, ba người khác cũng nhìn tôi chăm chú. Vâng. Tôi gật đầu trả lời. Nếu là trưởng lão đề cử thì chắc gốc gác không có vấn đề gì. Người đàn ông đầu trọc mỉm cười, thái độ đối với tôi lập tức trở nên lịch sự. Người đàn ông có nốt ruồi trên mũi cười nói, nhưng vẫn phải hoàn thành hết các thủ tục. Đấy là điều đương nhiên. Người đàn ông đầu trọc đặt tờ lý lịch của tôi lên bàn, sau đó nghiêm túc hỏi. Trần An, tôi cần cậu cung cấp thông tin cá nhân về cha, ông, thậm chí ông cố của cậu, bao gồm cả tên, có còn sống hay không và công việc của họ. Nhớ, tất cả những gì cậu nói đều sẽ bị chúng tôi ghi lại trong hồ sơ. Sau đó sẽ có đệ tử chuyên môn đi chứng thực. Nếu chúng tôi phát hiện cậu nói dối, thì chẳng những cậu không được vào môn phái rời mộ, mà người giới thiệu cậu cũng sẽ phải nhận hình phạt tương ứng. Chương 52. Nhiệm vụ đánh giá. Những lời người đàn ông đầu trọc nói, Lão Lưu cũng đã nhắc nhở tôi rồi, mà tôi cũng không có ý định nói láo. Gia thế của tôi không có gì đặc biệt. Thứ đáng chú ý nhất chỉ là ông nội tôi là Trần Sơn Hà, đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Điểm này thì tôi không có cách nào thay đổi được. Ông cố của tôi tên Trần Khâu Thương, từng mở một hiệu cầm đồ ở trấn Keo Đường, đã mất. Ông nội tôi là Trần Sơn Hà, từng là đại trưởng lão môn phái rời mộ. Sau khi rửa tay gác kiếm, thì về nhà làm nghề nông, đã qua đời. Cha tôi tên Trần Kim Sinh, làm nghề nông, đã qua đời. Tôi tỉnh táo trả lời. Quả nhiên, khi bốn vị phụ trách phỏng vấn nghe được cái tên Trần Sơn Hà, đều giật nảy cả mình. Người đàn ông trông nho nhã lịch sự ngồi giữa, chưa từng lên tiếng lại đứng bật dậy. Nói với vẻ không thể tin nổi. Cậu nói cái gì? Ông nội cậu là Trần Sơn Hà, đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Tôi không biết vì sao bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Ông nội tôi đã rời khỏi môn phái được mấy chục năm rồi, mà sức ảnh hưởng vẫn còn lớn như thế cơ à? Đúng vậy, Trần Sơn Hà là ông nội của tôi, đã từng là đại trưởng lão môn phái rời mộ. Tôi lặp lại.
trong văn phòng của bộ phận nhân sự lặng ngắt như tờ. Bốn vị phụ trách phỏng vấn quay ra nhìn nhau. Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông nho nhã lịch sự kia mới lên tiếng. Lưu trưởng lão đã từng là đồ đệ ký danh của đại trưởng lão. Chẳng trách ông ấy sẽ trở thành người giới thiệu của Trần An. Vậy vấn đề phía sau thì sao? Người đàn ông có nốt ruồi trên mũi cười khổ. Ha ha, còn cái gì để hỏi nữa? Những thứ kia là để dành cho đệ tử mới, để bọn chúng biết môn phái rời mộ không phải là cái chợ bán thức ăn, mà muốn vào thì vào. Nếu Trần An đã là cháu trai của đại trưởng lão, lại có Lưu trưởng lão đề cử, thì tôi thấy miễn luôn mấy cái khoản hầm bà nhằng kia đi. Người đàn ông đầu trọc dứt khoát nói. Đúng, đúng. Nếu đã thế thì nên phân Trần An đến chỗ trưởng lão luôn đi. Mà để cho ai làm sư phụ cậu ta bây giờ? Nghe ông ta hỏi như vậy, ba người khác cũng cảm thấy khó khăn. Theo lý thuyết thì đệ tử mới nhập môn sẽ được bộ phận nhân sự phân phối ngẫu nhiên đến chỗ một vị trưởng lão. Sau đó quản lý cấp trung của vị trưởng lão kia sẽ giúp đệ tử này chọn ra một vị thầy giáo dạy nghề. Nhưng thân phận của tôi hình như có chút đặc biệt. Đầu tiên, ông nội tôi là đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Cho dù là hiện tại, trong môn phái vẫn còn đang giữ lại chức vị đại trưởng lão của ông. Mặt khác, tôi lại được trưởng lão đương nhiệm Lưu Chính Trung đề cử tới. Điều này khiến bốn người phụ trách phỏng vấn không dám phân công tôi đi một cách ngẫu nhiên. Tôi thấy cứ phân luôn cậu ta đến chỗ Lưu trưởng lão đi. Dù sao, Trần An cũng là do ông ấy đề cử. Mà Lưu trưởng lão còn là đồ đệ của ông nội Trần An. Có tầng quan hệ này, làm sao ông ấy cho phép người khác dạy Trần An được? Người đàn ông đầu trọc đề nghị. Đúng, đúng, đúng. Tôi đoán Lưu trưởng lão cũng có ý này. Ba người còn lại phụ họa. Nào, tới đây Trần An. Đi rút nhiệm vụ đánh giá vào môn phái của riêng cậu đi. Tôi tin chắc trước đó Lưu trưởng lão cũng đã nói với cậu rồi. Bất cứ đệ tử mới nào muốn vào môn phái rời mộ đều phải thực hiện việc rời mộ một lần. Làm thành công mỹ mãn mới có thể được coi là đệ tử môn phái. Nếu không thì vẫn sẽ bị đào thải. Người đàn ông nho nhã lịch sự lấy ra một cái hộp bằng giấy. Bên trong hộp chứa đầy các mẫu giấy nhỏ. Ông ta đẩy hộp giấy đến trước mặt tôi và nói. Trên mỗi tờ giấy đều có ghi thông tin về ngôi mộ mà cậu phải đến khảo hạch. Lấy một tờ đi. Trong vòng 15 ngày, cậu có thể giải quyết xong công việc thì cậu chính thức được làm đệ tử của môn phái rời mộ. Còn không làm xong sẽ bị loại. Tôi gật đầu nói mình đã hiểu, rồi tiện tay lấy một mẫu giấy ra. Người đàn ông nho nhã lịch sự khách sáo nói. Tốt, phỏng vấn kết thúc, cậu có thể đi về rồi. Tôi đứng dậy nói tiếng cảm ơn, tay cầm mẫu giấy đi ra bên ngoài. Tôi vừa ra khỏi cửa là Bạch Trạch đã chạy tới. Thế nào rồi? Tôi giơ tờ giấy trong tay lên hô hô mấy cái. Làm xong việc này tôi sẽ chính thức được làm đệ tử môn phái rời mộ. Không tệ nhỉ? Đi, về nào! Bạch Trạch hô. Tôi tưởng về nhà lão Lưu, nhưng không ngờ lại bị dẫn thẳng tới văn phòng của ông ấy ở tầng 9. Lão Lưu ngồi trên ghế sofa nói. Nhiệm vụ rời mộ trong tay cậu nhất định phải do cậu tự hoàn thành một mình. Để tránh cậu phạm sai lầm làm hỏng thanh danh của môn phái, tôi sẽ để Bạch Trạch đi cùng cậu. Nó sẽ âm thầm nhắc nhở nhưng sẽ không giúp cậu. Hôm nay bắt đầu luôn ạ? Tôi hỏi. Bạch Trạch cười hì hì. Cậu vội làm cái gì? Không phải là có thời hạn 15 ngày đấy à? Tôi cảm thấy sư thúc nhỏ vẫn nên đi tìm hiểu trước về ngôi mộ mà cậu muốn rời. Xem nó có tình trạng đặc biệt nào không, đến lúc đó cũng dễ dàng giải quyết hơn. Tiểu Bạch nói đúng đấy. Lúc cậu chính thức đi rời mộ, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, sẽ có một đệ tử phụ trách ghi chép đi theo bên cạnh cậu. Người này không nói chuyện đâu, nhưng cậu làm sai ở bất kỳ chỗ nào, đều sẽ bị cậu ta ghi lại vào trong hồ sơ, đưa đến bộ phận nhân sự. Rồi bộ phận nhân sự sẽ phân tích xem lần rời mộ này của cậu có phải là thành công mỹ mãn hay không. Lão Lưu nói rất nghiêm túc. Tôi im lặng,
Cái người phụ trách ghi chép này có vẻ giống như thầy cô giáo trông thi trong trường học ấy. Thời gian tiếp theo, cậu cứ tự do phân bổ. Nhưng khi cậu chính thức đi rời mộ, thì cần phải đến văn phòng ghi chép trên tầng 2 để thông báo. Lão Lưu nói xong, lại lấy một cái lệnh bài từ trong ngăn kéo ra đưa cho tôi. Cậu bây giờ chưa phải là đệ tử chính thức của môn phái rời mộ, nên không có lệnh bài của riêng mình. Để cho tiện làm việc, cậu cứ dùng lệnh bài trưởng lão của tôi trước đi, sau đó đưa lại cho tôi là được. Tôi nhận lệnh bài mà thấy hơi ngạc nhiên, cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, trong quyển rời mộ phần quyết mà ông tôi để lại, ở trang bìa cuối cùng hình như có dán một tấm lệnh bài như thế. Chỉ có điều tấm lệnh bài kia bị ép rất căng. Lúc ấy tôi còn tưởng là trong quyển rời mộ phần quyết có đồ án gì đó đặc biệt. Không ngờ nó lại là lệnh bài đại trưởng lão của ông nội tôi. Cũng gần trưa rồi, cậu đi ăn cơm với Tiểu Bạch đi. Lão Lưu vừa quay trở lại trụ sở môn phái rời mộ. Có vẻ như ông ấy có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tôi và Bạch Trạch đi ra khỏi trụ sở môn phái. Bạch Trạch hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi nói mình chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, thì có thể đi đâu được. Cứ nhét đầy cái bao tử đã, đến chiều đi nhìn xem ngôi mộ mà tôi phải làm khảo hạch. Bạch Trạch giơ ngón cái lên khen ngợi. Không hổ là sư thúc nhỏ của tôi, lòng cầu tiến này của cậu chúng tôi theo không kịp. Tôi chẳng thèm để ý lời trêu ghẹo của Bạch Trạch. Chúng tôi vào tạm một cửa hàng để ăn cơm. Lúc ăn cơm, tôi mở tờ giấy kia ra. Trên đó viết: Thôn Bát Khẩu, Trấn Ngô Sơn, Khu Thiên Hà, Thành phố Bắc Kinh. Người liên hệ: Đinh Vọng Quân. Số điện thoại: 13XXX26. Yên tâm đi sư thúc nhỏ, nhiệm vụ rời mộ cho đệ tử nhập môn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những nhiệm vụ này đều đã được các quản lý trong môn phái tự mình tra xét rồi. Bạch Trạch nói. Tôi bảo, chiều nay tranh thủ đi xem một chút. Mặt mũi Bạch Trạch nhăn nhó. Không phải chứ, sư thúc nhỏ có biết thôn Bát Khẩu xa đến thế nào không? Tôi lái xe cũng phải mất ít nhất 2 giờ đấy. Kẻ đi kẻ về, trời cũng tối luôn rồi. Nếu không được thì anh tìm giúp tôi chiếc xe, tôi tự trả tiền để đi. Tôi cười. Bạch Trạch lắc đầu. Thôi quên đi, tôi cũng không yên lòng để người khác đưa cậu đi. Cứ như vậy, sau khi ăn cơm xong, tôi cùng Bạch Trạch lên xe anh ta chạy tới thôn Bát Khẩu. Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn của Cố U Hoàng. Chỉ có một chữ đơn giản. Ừ. Tôi còn đang suy nghĩ, đang yên đang lành, bỗng dưng cô ấy gửi một chữ ừ là có ý gì. Rồi tôi bỗng nhớ tới chuyện tối hôm qua. Vì định trêu cô ấy nên tôi đã hỏi có phải cô ấy nhớ tôi không. Trong thoáng chốc, mặt tôi nóng bừng. Nhớ tôi à? Ừ. Tôi nhìn tin nhắn mà khóe miệng bất giác nâng cao lên. Cái cảm giác được người ta nhớ đến này thật sự rất tốt. Ê này, sư thúc nhỏ, cậu đang nằm mơ đấy à? Cười đến nước bọt cũng sắp chảy xuống rồi kia kìa. Bạch Trạch khinh bỉ hỏi qua gương chiếu hậu. Đâu có. Chẳng qua là tôi cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng cũng to nhỉ. Tôi đánh trống lạng. Bạch Trạch ấn mấy phát còi, cười quái dị, nói lại với tôi. Có phải tôi mù không? Vậy mà tôi không thấy được trên trời có mặt trời. Sư thúc nhỏ, mau nhìn hộ tôi xem có phải tôi bị mù không nhỉ? Tôi quay người nhìn ra bên ngoài. Chỉ trong mấy giây đã hiểu Bạch Trạch lại đang trêu tôi. Trời này đầy mây, lấy đâu ra mặt trời?